Trời nó lên tới đỉnh đầu rồi đó, giờ này còn nằm đây ngủ. Má trễ thêm 5 phút nữa. Con xong rồi chứ má đánh con sớm quá vậy má. Con có biết hôm nay là ngày gì không hả? Gì? Trời đó thấy không? Làm anh mà không có bao giờ quan tâm gì tới em hết á. Hôm nay là cái ngày mà em trai của con nó về nhà đó. Thì nó về chứ sao tự nhiên má kêu con dậy chi vậy? Ôi trời đất ơi. Dậy liền, dọn dẹp nhà cửa cho má, từ dưới lên trên, từ trên xuống dưới nghe. Ủa nó là em con mà má. Không có nói nhiều, bây giờ má đi chợ má mua đồ về nấu ăn cho em con. Má về tới nhà mà con dọn chưa xong á, con đừng có trách má. Má 5 phút nữa thôi là xong rồi. Ghé mơ lại coi được không? Thôi dọn nhà. Uổng dễ sợ uổng. Nhanh nhanh đi con, xong chưa? Bà sắp xong rồi đó nha. Má mày mà về mà chưa xong là chết đó. Bà không muốn bị bà cảnh mà coi như là phải quỳ ngày sau hè đâu, mũi cắn dữ lắm. Con hỏi bà chuyện này nha. Chuyện gì con? Không thì thiệt con, bà phải trả lời thiệt cho con nha. Rồi. Sao bà sợ má vậy? Mày nói chuyện gì kỳ vậy? Khùng điên không à? Má mày đâu phải mình tao sợ đâu, cả cái xóm này sợ mà. Bà mày gần dữ vậy hả? Trời, còn phải nói nữa con. Nhanh 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 đi. Nhưng mà con hỏi bà nè. Chuyện gì? Cái này là bà không phải nói thiệt cho con nghe nha. Rồi. Hồi xưa bà trong hội dân chơi phải không? Sao lại nói vậy? Bà là tàn chị đúng không? Sao con hỏi vậy? Thì xăm mình quá trời nè. Chỉ có dân chơi mới vậy thôi, chứ người đàng hoàng ai vậy. Nhắc tới chuyện đừng đau lòng. Thì ngày xưa đó, lúc còn trẻ, má còn đẹp lắm. Thôi, đừng nói mấy chuyện đó, con không tin đâu. Mình nói chuyện khác đi. Không thiệt mà. Nói hình xăm đi, đừng nói chuyện cái đó. Ý nó có cái nguyên do của đó. À. Má còn xinh lắm, bà thấy bà kết. À. Mà đúng không, bà dữ quá. Đó. Bà không biết sao bà tiếp cận hết không. Thế cái bạn bà làm nghề xăm, nó xăm đi, mày xăm đi. Mày xăm cho nhìn cho nó giống như ăn chì, nó dữ dằn con. Vợ mày nó mới sợ, mày chấn được nó. Vậy hả? Cái bà nghe bà khoái quá bà xăm liền. Ờ. Bà về cái bà chưa kịp chấn là má con chấn của bà trước rồi. Chấn tới bây giờ luôn á. Thấu cục cười luôn thấy không? Sao bà kể thấy má đáng sợ dữ vậy trời? Đáng sợ lắm. Mà thật ra đáng sợ kinh khủng hơn nữa là cái người tội nghiệp nhất trong cái chuyện này không phải là ba. Là ai? Thằng bạn ba, thằng xăm á. Ủa sao như tội nghiệp ta? Nhập viện luôn. Ủa là sao? Bỏ nghề luôn. Thì đó, ai ghi xăm cho ba làm chi? Trời sao má vô lý vậy? Đối với má con đừng có nói chuyện là vô lý hay có lý á. Qua cái miệng của má con là có lý hết. Trời ơi, sao má đáng sợ dữ vậy trời? Thì đó, bởi vậy mới nói. Con nói thiệt với ba, con ở với má mà con không dám hỏi mấy chuyện đó luôn á. Ba làm chưa dám hỏi gì con. Ồ, ghê quá. Thôi, cũng xong xuôi hết rồi. Dạ. Cũng đỡ lo. Chết. Chết. Chết ai? Chết ai? Ai chết? Còn cái phòng của con nữa. Trời, ba làm con hết hồn luôn á ba. Trời ơi, là trời, cái phòng của con thì để con tự lo, chứ tự nhiên cái chết. Không có, cái phòng của con là từ hôm nay mà trở về trước là phòng của con. Nhưng bắt đầu từ hôm nay trở về sau là phòng của em con. Ủa gì kỳ vậy? Người con ngủ đâu? Cái đó má mày chỉ có nói. Má mày chỉ nói với ba là cái phòng đó để cho thằng em con ở thôi. Thôi con, cái nét buồn này tạm ngưng đi. Khoan khoan việc, bây giờ lên dọn liền đi. Chứ không có về mà chưa xong mà má con là coi như là xử bút đó là cái buồn nó khỏi cần diễn là buồn thiệt luôn á. Con đi, chưa đi. Kịp ra nước mắt luôn á. Đi 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 đi, nghe nghe ba, nhanh ơi. Nhanh. Wow. Rồi. Ây da. Cuối cùng cũng xong, kịp lúc kịp thời. Chứ không đúng lúc đúng thời á, má con mà về một cái là con với ba là tiêu chắc. Nó xấu gì tôi đó? Ồ, đâu có. Tôi mới với thằng Nam làm xong xuôi hết giờ rồi đó. Dạ. Bà thấy sao? Cũng ổn rồi ha.
Khoái ổn chứ, trời, xuất sắc trong gia tỳ nữ. Ủa, mà má, cái phòng này của con mà má. Con với em từ nhỏ tới lớn rồi vẫn ngủ cùng nhau. Em nó đi học mấy năm, bây giờ nó về hai anh em lại ngủ cùng nhau. Có sao đâu nè. Sao không có sao. Hồi nhỏ ngủ cùng nhau được, bây giờ lớn rồi ngủ cùng nhau kỳ lắm má. Con nói cái gì kỳ vậy? Lớn ngủ sao đâu, nè, ba với má nè, ở chung cũng đâu có gì đâu. Đó, đâu có gì đâu, vẫn bình thường, hạnh phúc bình thường. Má thấy là không có vấn đề gì hết trơn á. Hai anh em ngủ với nhau chung một giường, không có vấn đề gì hết, không có sao hết á. Rồi con sao, được không? Thì được. Quý tử sang xịn miệng của ba má về rồi nè. Trời ơi, thằng con trai cưng yêu quý của tôi nó về rồi ông ơi. Đi đi, đi xuống đón em con. Đi đi đi. Má, con trai của tôi. Trời ơi, con nhớ má quá đi. Trời ơi, con trai cưng của tôi nè. Trời ơi con. Dạ. Trời đất ơi, sao ở bển học hàng ăn uống sao mà như cây củi khô vậy nè. Ôi khổ lắm má. Vô vô ngồi đi con. Dạ, ngồi dạ, đi. Trời dạ. Đất ơi, ngồi cho con nè. Ba. Ừ con. Anh hai. Trời ơi, dữ quá. À, dạ. Được vậy mà ốm. Trong mắt mày mà ốm là ốm, hiểu chưa? Ngồi xuống. Xuống. Rồi bây giờ ở bển học hành sao nói má nghe coi. Trời má, ở bển cực lắm. Cơm không có ăn toàn là bánh mì không mà. Rồi học ngày, học đêm nè, tiếng này, tiếng kia nè. Nó là người con gầy rộp vậy nè. Chứ đâu có được như anh hai đâu. Anh hai dạo này nhìn phong độ ta. Cái bụng nè, cái bụng kìa. Được á. Nghiệt quá đi. Cái này là do kiếp trước anh hai có tu, hiểu không? Nên kiếp này anh hai hít thở không khí, anh hai cũng mập nữa. Anh hai chắc... chắc sao có tiền kiếp chắc có cái gì đó. Nên kiếp này em ăn cái gì cũng không mập được đâu. Mà nếu như cảm giác mà ăn nhiều mà không mập thôi đừng ăn, để tốn tiền cha tốn tiền mẹ. Nói cái gì vậy hả? À, chắc anh em cà khịa nhau cho vui, gặp nhau cho nó vui đó mà. Gặp dạ. Nhau đây rồi chia tay. Thôi thôi thôi. Bây giờ nè con đó, xách ba ly đồ cho em lên trên lầu. Còn ông đó, cơm tôi đã nấu xong hết rồi, chuẩn bị xong hết rồi, đi vô sắp ra ngoài cho con ăn. Để lên. Ờ biết rồi. Đợi chút xíu nha con. Dạ. Ta dọn cái mà kêu cái lên ăn liền nha. Dạ. Bà đói quá. Đó 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 đó. Có liền có liền có liền. Dạ. Thôi đừng thở dài, buồn hoài, bỏ buồn qua bên đi, lấy đồ mang lên cho nó. Đó, bây giờ nè, con trai cưng của mẹ nha, đi lên lầu, rửa mặt, thay đồ, tắm một cái rồi xuống ăn cơm nha. Ok con, mẹ. Đi, nè, đi nè. Ăn cơm mẹ nấu quá. Ồ, đi con. Nè, nhớ đem đồ lên lầu cho em nha. Rồi còn cái gì nó mang hết lên đây coi. Đây đây đây, đây. Có hết rồi nha. Rồi. Rồi. Ok rồi. Ăn cơm nha, ăn cơm nha. À. Chà, thật con ngon. Trời ơi. Em nó chưa kịp xuống, con chờ em nó chút xíu được không? Dạ được. Tắm gì mà lâu không chết. Con nói cái gì vậy? Em nó đi đường xa về mệt mỏi, con chờ nó tắm con một chút xíu cho nó thoải mái mà cũng không được hả? Dạ được. Con có thở dài. Ôi, tắm một cái thoải mái quá. Trời. Giờ con mới thấy là đúng là không đau bằng nhà mình hết á. Đúng rồi đó con. Dạ. Đó, ăn cơm đi nè. Coi cả hôm nay nha, má nấu toàn những món ngon nè, mà toàn là những món con thích không rồi đó. Dạ, rồi ăn đi con. Ừ, cơm. Ừ. Mời ba mời má ăn cơm. Cái gì vậy? Em con nó thích cá, má chiên có một con cá để phần cho em con rồi mà con không dành là sao? Bây giờ con nhường cho em con được không? Dạ được. À, rồi ăn cơm. Cơm. Nè, ăn đi con. Dạ cảm ơn má. Trời ơi, nha. To vậy. À mà khoan, sáng mai á là con đi xin việc đúng không? Dạ đúng rồi. Ừ, ngày mai con cứ cầm hồ sơ lên rồi con gặp chú Minh ha. Dạ. Má đã nói chuyện hết với chú đâu vô đó rồi ha. Dạ, má chú đáo quá. Mày ăn cơm đi. Ăn cơm. Dạ. Ăn cơm đi. À mà khoan, Nam nè. Dạ. Ngày mai á con đưa xe của con cho em nó đi xin việc nha. Ủa, mai con phải đi làm mà má. Trời ơi,
con đưa xe cho em nó đi xin việc cho nó thuận tiện. Còn con á, có ba chở con đi làm à, được không? Dạ được. Ừ, ăn cơm đi. Cơm cơm. À khoan, ngày mai tôi cũng phải đi làm mà mình. Ông đi làm bình thường, ông dậy sớm hơn chút, ông chở con đó tới chỗ làm rồi ông đi làm chuyện của ông, được không? Được, tất nhiên phải được rồi. Thôi ăn cơm đi. À, ăn cơm. Thôi, đừng thở dài, trông lại đâu. Ăn cơm đi. Ăn cơm, cơm, cơm. Ăn cơm, cơm. Ăn nhiều cho con ha. Dạ. Bắt quả tang nha. Nó khủng gì trời, ta hàng xóm đang đuổi gác đi ngang qua rồi vô tình ngước mặt lên thấy rồi nhìn theo thôi chứ gu gì gu. Vậy là gu em. Anh ông lấy là gu em. Em thấy cũng trắng trẻo, dễ thương, xinh, em thích. Thôi, anh em mình không có huynh đệ tương tàn là được rồi. Bây giờ em phải vô nhà, anh hai biết chi không? Lên kế hoạch cắt ẻm. Mày giết, tính giết ta hả? Đó, cua cua tán tỉnh thôi, tán tỉnh. Vậy nha. Không ai em lấy nha. Không phải, nhưng ta là con gái nhà lành đó. Không được rồi, mình phải chủ động, phải mạnh mẽ. Mạnh mẽ. Sao lưỡng nhát vậy trời. Chân. À. Ờ, anh Nam. Có gì không anh? À, anh có món quà muốn tặng Chân. Ủa, hôm nay là ngày gì mà tự nhiên anh tặng quà em? Tại thấy đẹp mua về tặng cho Chân á. Chân dở coi có đẹp không. Anh phải lựa tỉ mỉ lắm á mới có được món quà dễ thương như vậy. Dễ thương quá à. Em cảm ơn anh. Em thích hả? Em thích là anh vui rồi. Dạ, vậy thôi em về nha. À, Chân. À, ngày mai em có rảnh không? Ờ, có gì không anh? À, anh tính hẹn em đi chơi á. Mai em rảnh nhưng mà... Nhưng mà sao em? Em hết đồ mặc rồi. Em yên tâm đi, anh cho mượn đồ. Anh quên, đồ con trai sao mặc à, anh giỡn á à, nhưng mà anh thấy em mặc đồ này cũng đẹp mà. Dạ, anh không hiểu đâu. Tâm lý con gái lần đầu tiên đi chơi với bạn trai mà mặc đồ vậy không có tự tin. Em mới nói cái gì? Thì em bảo là lần đầu tiên đi chơi với bạn trai. Anh là bạn trai của em hả? Thôi được rồi à, để em chuyển tiền cho em à, để em đi sắm đồ mới nha. Nhưng mà em ngại, em ngại em kiểu mọi người nói em đào mỏ này kia. Không, không ngại gì hết. Anh không nghĩ gì đâu. Nếu anh là bạn trai của em á thì em phải để cho anh lo cho em chứ, đúng không? 2326, 2328. Số điện thoại của em hả? Sao có 8 số vậy? Đáng lẽ nó phải là 10 số chứ, đúng không? Dạ không, số tài khoản của em. À, anh biết rồi à, anh vô anh chuyển tiền cho em liền. Nhớ nha, ngày mai nha. Anh đi vô nha. Grrrr.
chơi sập chơi sập. Cái gì vậy anh hai, em đang ngủ mà. Nhái của nó sao ta ngủ. Ủa chứ là anh hai làm gì anh hai ngủ ngoan lắm, giờ nhỏ giờ anh hai nhái như sấm thì sao. Nhưng đây là phòng của tao, mày nghĩ sao mà vô ngủ với tao, ngái của nó sao tao ngủ. Tao nói rồi nha, ngủ mà còn ngái nữa tao không cho ngủ chung phòng với tao đâu á. Mà tao không biết tại sao tao ngủ chung phòng với mày nữa. Từ nhỏ tới lớn cái gì tao không nhường mày hết. Chị giờ em về có cái phòng không, em ngủ đây chứ em ngủ đâu. Tao không thích ngủ chung với mày. Tao có cảm giác là chính vì tao là con riêng của mẹ, còn mày, mày là con chung của ba với mẹ, nên tao mới bị đối xử như vậy nè. Nè, cái này là anh nói nha, chứ em chưa bao giờ em nghĩ vậy đó. Mày không nghĩ, nhưng thái độ hành động của mày chứng tỏ mày đang rất nghĩ điều đó. Em hành động cái gì mà anh hai nghĩ vậy? Hay là anh hai suy bụng anh hai ra bụng em? Em không có phải người như vậy đâu nha. Mệt anh hai quá, em ngủ tiếp đi. Tao nói không ngủ, không ngủ. Mày ngái của nó sao tao ngủ. Anh hai một quậy nữa em la lên cho ba má qua đó. Mày... Lại đi chơi với Trân nữa hả? Anh đi với Trân. Có gì không? Em nghĩ anh với Trân đừng nên qua lại với nhau nữa. Hai người không có hợp đâu. Anh hợp hay không hợp đó là chuyện của anh. Em xem vô làm gì? Trân á, thực dụng lắm. Mê tiền của anh thôi. Tìm cách moi tiền của anh thôi, anh tỉnh đi. Yeah. Mày mới về đây mày không biết một cái gì hết. Mày tiếp xúc với Trân ngày nào mà mày nghĩ cô ta như vậy? Đúng rồi. Hay là đây là bước đầu của kế hoạch của mày? Mày muốn chia rẽ của tao, mày nhảy vô chính giữa, mày xen vô chuyện tình cảm của tao đúng không? Anh nghĩ cái gì vậy? Chân không phải gu của em đâu. Tại vì em là em của anh á. Em muốn nói cho anh biết, để sau này á, anh mà có bị cắm sừng á, đừng có vô đây mà khóc. Mày nói gì vậy? Anh làm gì vậy? Mày nói gì? Anh làm gì anh mới đánh tôi hả? Tao cấm mày nói chuyện gì vậy? Mày chắc đâu hả? Nó trời, con dâm anh. Trời, cái gì vậy con? Cái gì vậy? Tao là đánh không? Cái gì vậy con? Bình tĩnh đi con, cái gì vậy? Nam, sao con lại đánh em hả? Nó nói xấu bạn gái con. Em nói sự thật thôi. Mày còn nói nữa hả? Thôi đi. Con bình tĩnh đi con. Bà má đứng đây mà con cứ làm gì nữa hả? Bà má thấy em con nó nói đúng rồi đó. Con bé Trân nó không tốt như con nghĩ đâu. Em con nó là người trong nhà. Nó nói sao con không tin, con đi tin người ngoài hả? Mà cấm con từ giờ không qua lại với con Trân nữa nghe chưa? Con làm má thất vọng quá. Con coi lại mình coi. Má nuôi con từng này tuổi đầu, lớn rồi, già cái đầu rồi. Tại sao lại để một đứa con gái nó lừa con như vậy hả? Má, má có thể nào công bằng giữa con với nó được? Má có giờ công bằng giữa con với nó được má? Từ nhỏ tới lớn, cái gì con cũng phải chừa nó. Nó muốn ăn cái này là con không được ăn, nó muốn mặc cái kia con không được mặc. Con đâu có sợ nó má. Con sợ má buồn. Con mới nhịn nó. Vậy mà chưa lúc nào má công bằng với tụi con. Chưa bao giờ má binh con. Hay chỉ ba dưỡng không binh con không trách. Nhưng còn má, chưa bao giờ. Nhiều lúc con tự hỏi, con không biết má có phải là má ruột của con không nữa. Chưa bao giờ má đánh con. Chưa.
uống trà ha. Hôm nay con nhã hứng uống hả ta? Còn đúng là tình ý nha. Cái trà này á là rất là tốt, quý lắm luôn á. Bạn ba là thương ba mới tặng ba cái gà này đó. Con uống thử đi. Uống vô thì nó hơi đắng chút xíu, nhưng mà sao cái gì đắng á là nó ngọt nha. Ừ, cái gì cũng vậy, thấy không? Nó đắng đắng rồi nó mới ngọt ngọt. Ba à, con không sao đâu. Con muốn ngồi một mình cho yên tĩnh mà. Ờ, à, đúng rồi, đúng rồi. Phải ngồi một mình chứ. Ngồi một mình ba. À, thì ngồi một mình. Ba cũng muốn ngồi một mình lắm. Nhưng mà ngồi một mình á, thì cũng biết rồi đó. Đã nói từ một mình thì nó là sự cô đơn. Mà cô đơn thì con biết rồi đó. Lúc nào nó cũng lạnh lẽo mà nó quạnh quẻ lắm. Đôi khi mình phải cần một cái gì đó, một ai đó để mình nói một bộc bạch. Nam à, thật ra thì bà biết là con hơi bị ấm ức. Bà mẹ xin lỗi nha, đã làm cho con phải cảm giác có một cái ấm ức như vậy. Nhưng mà thật ra ba mẹ là thương tụi con là đồng đều như hết trơn á, không bao giờ có sự phân biệt. Thì cũng có một chút thương gì một chút, nhưng chỉ chút xíu thôi con, chút xíu thôi. Con biết sao không, là em của con á, cái lúc mà sanh ở trên đời này đó là nó bị xiển từ nhỏ rồi đó, cho nên ba mẹ mới thương. Con thấy không, lúc nào cũng yếu ốm mà nó ho hen hết trơn á, cho nên mới dành tình thương cho em con nó nhiều một chút. Nhưng con nhớ nha, ngoài ra cân bằng hết, thậm chí còn chiều con còn hơn vậy nữa kìa. Con nhớ hồi nhỏ đi học không, cái lúc mà con mà quậy phá trường rồi bàn ghế con làm gãy đổ, ba má phải lên trên đó mà phải là năn nỉ thầy cô rồi đền bù với con nhớ không? À, chuyện quá khứ rồi, má nhắc lại làm chi vậy? Thì đó, nhắc lại làm cái gì, nhưng mà đôi khi có xưa có nay con, mình nhắc lại mình cho nó nhớ đó. Chẳng hạn như con nhớ không, cái lúc mà hồi nhỏ con đánh với thằng Z, con đánh cái đầu sưng chù chù nè, trời ơi má con giận quá trời giận nha. Ba là ra ba phải can ngăn liền á, chứ không có là má đánh đòn con là tát đít luôn á, con nhớ không? Con nhớ hết á. Ừ, nhớ là tốt. Ba hả, con muốn ngồi một mình. Ừ thì con cứ ngồi một mình, không sao đâu. À, Nam à, thật ra là ba nghĩ má con cũng ân hận lắm á. Tại vì hồi nãy bà thấy má có khóc nữa. Ừ, cho nên bà nghĩ là mình là đàn ông mà khi mình phải bao dung một chút hả. Dù gì mình cũng là gia đình mà. Bà nghĩ là con phải nên lên đó nói chuyện với má, xin lỗi má. Bà nghĩ là mọi chuyện sẽ xong hết. Cô muốn ngồi một mình. À đúng rồi, giờ phút này phải ngồi một mình. Rồi tới đây, tới đây, tới đây liền. Đây nè, ngồi xuống đó đi. Xin lỗi má. Má, cái này hồi nhỏ tụi con cắt qua cắt lại được, bây giờ lớn rồi làm gì kỳ lắm á. Nhanh, nhanh đi con, nhanh đi con. Tới đây. Anh xin lỗi vì em nói xấu bạn gái của anh. Em cũng xin lỗi, mẹ có nói sai, tình muốn kiểm tra không? Kiểm tra sao gì? Anh ta tính người ngoài, còn hơn là tính em ruột của anh đó. Cắt hơi sâu ha. Chết, tin thì tin, còn sao em không đáng tin? Em không đáng tin đúng không? Khi mà chuyện xảy ra rồi, thì là có trách nha. Để ngồi xem, cắt lóng toàn luôn.
Thêm mấy đứa nhỏ đó vui vẻ lại nhau thì tôi mừng hết nước mắt luôn á thiệt. Gia đình đều hạnh phúc quá. Nè, để đánh dấu kỷ niệm cái ngày hôm nay nha. Đi theo ba, hai đứa đi theo ba. Đi, đi mà, đi. Ra đây, ra đây. Ôi, xe mà đẹp dữ vậy. Ba má, nhìn con nè. Quá hợp luôn, trời. Thiệt xe con thích lắm má ơi, thích lâu lắm rồi. Sao má biết con thích chiếc này mua vậy? Đẹp không? Dạ đẹp ba. Ừ. Thôi, con lên phòng ngủ à. Nè, con định chạy thử sao? Xe mua cho em mà con chạy thử làm chi? Chút xíu nữa đưa anh lại chìa khóa xe nha. Ok này. Ừ. Mua cho con đó. Ba về hứng hoài ba. Má con mua cho con đó. Thiệt hả má? Ba má lúc nào cũng yêu thương con hết á. Và chưa bao giờ ba má phân biệt đối xử giữa hai anh em. Má hy vọng là con sẽ gặp nhiều may mắn với chiếc xe này. Má, con cảm ơn má. Má cho con xin lỗi nha má. Vậy là mua cho anh hai hả má? Thì xe của con anh hai đã đưa cho con chạy mấy bữa rồi còn gì. Ủa má, vậy là... Được không? Đồ. Má. Anh hai. Tao tin mày đó. Anh hai. Rồi bây giờ sao? Bây giờ sao? Trời ơi. Anh hai phải nghe em nói. Nghe cái gì? Tao nghe mày nói đó. Nhà hàng người ta sang trọng như vậy, tao vô tao quậy bánh lên luôn. Mặt mũi nào nhìn người ta nữa. Đâu phải tự nhiên kéo anh hai vô đây đâu. Lúc nào cô tao không đi với mấy ông đại gia trong này nè. Đến giờ phút nay mà còn nói xạo tao nữa hả Dết? Em xạo làm cái gì? Em là em của anh mà. Mày xạo tao bởi vì mày thương người ta. Người ta không đáp lại tình cảm của mày, mày mới xạo với tao. Em thương anh hai thôi, em có thương cổ làm đâu. Mày nói mày thương tao, mày thương tao mày làm tao mất mặt trong đó hả? Anh hai ơi, anh tỉnh đi. Cô ta yêu anh hai là vì tiền anh hai thôi, là đào mỏ thôi, anh hiểu không? Dết, tao không ngờ mày luôn đó Dết. Dết ơi, mày đi học kỹ sư bác sĩ làm cái gì nữa? Mày có khiếu mà, mày nên đi làm diễn viên đi. Mày làm soạn giả đi, mày làm biên tập đi. Cái chuyện như vậy mày cũng nghĩ ra được nữa hả Dết? Bây giờ nhất định là anh hai không tin em đúng không? Không tin. Anh tin chưa? Tôi đã làm gì sai mà sao đối xử với tôi như vậy? Mà sao đối xử với tôi như vậy? Gì em? Chỉ vì muốn chiếm đoạt cô ta mà mày trở thành thằng ăn cắp hả Dết? Là sao? Ba mẹ cho mày ăn học lớn lên trở thành ông này bà nọ. Đâu có muốn mày trở thành thằng ăn cắp. Em không có ăn cắp anh hai. Đừng. Đừng bao giờ gọi tao tiếng anh hai nữa. Trời ơi anh hai. Tao không muốn mày gọi tao là anh hai nữa. Tới nước này là anh không tỉnh nữa hả anh hai? Nghe em nói đi anh hai. Trời ơi anh hai. Tại sao mày lại đối xử với tao như vậy? Anh hai, đừng nói là anh hai nghĩ em là thuê ông đó đi với cô ta nha. Em đẹp trai giống đâu có khùng đâu. Tại sao em lại đối xử tốt với anh như vậy? Trong khi anh nghĩ em là một thằng ăn cắp, là một người xấu. Anh không chịu em nữa là em vui rồi. Cho anh xin lỗi. Anh hai nói gì chứ? Lỗi. Anh nói gì nói nè, nói to lên nghe chứ.
lỗi. Tai em bị gì anh hai không nghe? À, nó to lên, to lên. Ê, mày cố ý không? Mày nghe rõ ràng mà cháu không nghe là sao? Anh nghe thiệt, anh hai nó to lên cho em nghe, anh hai xin lỗi em đi. Xin lỗi mày đó được chưa? Ôi, xin lỗi phải có tâm có thành lý, xin lỗi với chị cục vậy? Chị cục hả? Quýnh mày luôn đó. Mày hả quýnh tôi không? Trời ơi trời, tao là anh hai mày đó. Bây giờ tôi mét bà. Chắc tao sợ mày mét bà quá. Dạ anh quýnh tôi, em đụng với người tôi đi nè. Quýnh tôi đi. Mày đụng trước làm cha hả? Nghĩ đi, nghĩ đi. Tao đụng sao? Nè, nè, mày đụng lại, đứng lại, đứng lại. Trời ơi, cái gì vậy bà nội? Đây, tôi sắp đổi đời rồi bà. Bà đừng có nói với tôi là bà trúng số nha. No, no, no. Tôi đang nói chuyện với một anh hải ngoại mà đất nước của ảnh gọi là American. Tôi với ảnh nói chuyện tiếng xa hơn. Sau đó, chúng tôi sẽ hẹn hò rồi đám cưới. Rồi cái mục tiêu cuối cùng của bà là bà muốn ảnh cưới bà rồi rước bà qua bên bển luôn đúng không? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Oh my god. Ảnh khen tôi đẹp mà tiếng Ý liệt bên đó người ta gọi là a beautiful. Người ta chỉ thảo mai với bà thôi, bớt bớt lại giùm tôi một cái. Trời ơi, anh khiến tôi trẻ. Mẹ tiếng Anh á, người ta gọi văn đúng không? Oh my god. Anh khiến tôi giống hoa hậu năm nào đó anh không nhớ, mà tiếng Anh hoa hậu có nghĩa là queen. Cô tính tiền giùm chị, tính tiền giùm chị. Sao vậy, ngồi xuống. Trời ơi, bà bị gì á? Thôi ra chắc tôi đau tim tôi chết với bà luôn á. Sao vậy? Bà bớt la lại giùm tôi cái đi. Thì người ta ngạc nhiên, người ta vui, người ta la. Rồi tới chuyện gì nữa? Thì anh khen tôi giống hoa hậu bên nước nào đó. Tôi vui quá. Hoa hậu bên nước nào đó? Rồi sao nữa? Thì sao đâu, tôi cảm thấy vui thôi. Trời ơi, bây giờ hả, ổng nói với bà giống hoa hậu bên nước nào mà ổng còn không nhớ nữa. Vậy bà cũng tin được nữa. Trời ơi, tin sao không tin? Trên thế giới này biết bao nhiêu người giống nhau. Tôi phải tin chứ. Cái đà này là tôi nghi lắm nha. Tôi nghi là lừa gạt nè chứ không đâu hết á. Bà khùng quá. Chứ sao nữa, nếu mà thương bà thật lòng á là phải nhớ bà là hoa hậu nước nào chứ. Còn cái đằng này, trời, nói nó mông lung vậy á mà bà cũng đi tin được. Bà khờ vừa thôi. Khuyên gì mà bác bỏ từ đầu đến cuối này. Thôi. Mấy chị, cho em hỏi đây có phải quán cà phê nhà làm của chị Quyên Quy không? Hoa Tường, chị nè em. Dạ, dạ cho em gặp chị Như Đan. Rớt cái nó. Qua đây. Rớt cái nó. Người gửi tặng hoa chị. Thôi chị. Rồi, chị cảm ơn em. Không hiểu sao đi vô quán tôi không tìm Như Đan. Alo, tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi là anh đừng có gửi hoa cho tôi nữa. Tôi không muốn có bất cứ một cái mối quan hệ nào mà dây dưa với anh hết. Vậy nha, nếu mà anh còn gửi hoa cho tôi nữa thì coi chừng tôi á. Nha. Cái gì vậy? Cái gì mà người ta gửi hoa cho rồi mà còn chửi lên chửi xuống vậy? Xài xể người ta vậy? Gắt á. Thì tôi không thích. Gì không thích thái độ? Chảnh phải không? Chảnh đúng không? Người ta có vợ có con rồi. Cái gì? Có vợ có con mà còn tặng hoa cho bà á? Thì tại vì đàn ông á, người ta chỉ thích có thêm thôi, người ta đâu có thích bớt đâu. Bởi vậy á, sẵn tiện này tôi khuyên bà nha, đừng có gì một chút lợi ích trước mắt mà đánh mất giá trị của bản thân mình. Còn bà nghe hay không á thì tùy bà. Với lại á, mấy cái vụ trên mạng á, bà đừng có bị lúng vô nó quá. Mấy cái đó là hay lừa đảo lắm á. Tôi có gì tôi phải đi trước á. Đi à. Ê, cần bỏ bông thì cho bà luôn á. Cho hả? Cho hả? Chị. Gì? Mượn bông đi coi. Làm gì đó anh kia? Chụp hình. Chạy đi. Đưa này.
hoa người yêu người ta tặng. Hoa người yêu? Ừ. Làm tôi không biết đó, hoa chị đang. Ừ. Tát cho mình tát bây giờ kệ tao. Tôi thấy sao tôi nói vậy chứ, bất cười gì. Thôi, mày ở đây trong quán đi. Liệu không tôi tát mình tát bây giờ. Ê, đi đâu á? Nhanh không vậy? Ý làm chị là muốn làm gì làm hả? Có tấp hình rồi. Bây giờ làm gì ta? À, uống miếng nước quá. À, các bạn ơi, các bạn có biết đâu là hoa thật, đâu là hoa giả không nè? A à, hi hi. Đăng. Hy vọng là được 1 triệu like. Hy vọng kỳ này clip sẽ được 1 triệu view. Thằng kia, cười cục mày điên gì á? Cười gì kệ tôi. Kệ tôi nói chuyện. Nói chuyện ai thằng nhỏ kia? Từ sáng sớm không lo phụ ba má ở trong nhà, chơi game mấy cái này. Thiệt không biết khi nào mày lớn luôn. Mở miệng ra là đòi đánh người ta. Bởi vậy không bao giờ có người yêu được. Người yêu ông lại nhắc nữa hả? Tát mình có bây giờ. Nhiều khi tôi muốn hỏi ba má là có phải là chị ruột của tôi không nữa chứ. Tao mới là người hỏi ba má mày có phải em tao không luôn á. Trong khi tao hả, sáng sớm mà ra ngoài quán cà phê phụ ba má rồi, mày ở trong này làm gì? Không làm gì hết trơn á. Sao không làm? Mày làm gì? Chơi game nè. Chơi game? Hả? Chơi game làm việc. Chơi game nó là cả một vấn đề. Em phải tập trung. Tập trung dữ lắm. Em là cái thằng tập trung nhất trong những thằng tập trung. Thôi, tập trung không? Nè, em nói chị biết. Mai mốt em sẽ có một cái gì đó lớn lao cho chị xem nha. Lớn lao, lớn lao. Hơn cho mày. Hơn. Chị ơi, có người tặng hoa chị. Ờ, cảm ơn em. Nè, đi. Làm như tôi không thấy, giờ trước mặt. Thì tao cũng cho mày thấy. Tao được tặng hoa. Được tặng hoa? Tiền không để cho em, đi lấy tiền đi mua hoa rồi tự tặng bản thân. Trời, mày nghĩ gì vậy? Đây là hoa người yêu tao tặng đó con. Người yêu tao là người hải ngoại. Tiếng Anh có nghĩa là American. Thiệt luôn hả? Thiệt, chứ mày nghĩ tao giỡn à? Là có người tặng chị luôn hả? Chứ mày nghĩ sao? Nhan sắc chị mày cũng chim sa cái lặng như vậy. Trời ơi. Em xúc động quá chị ơi. Làm gì mà tát luôn, đàng hoàng tử tế. Không, chưa bao giờ em thấy có ai mà tặng hoa cho chị hết á. Giờ mày thấy rồi đó. Chị, để em quay, để em quay nha. Mày làm gì á? Quay phim. Nè, chị miêu tả ở cái cảm xúc của chị nha. Là lần đầu tiên mà được nhận hoa sau 30 năm nha. Nó đi, nó đang quay rồi. Ờ, khoan. Làm gì vậy? Từ từ rồi biết. Chịu khó đi. Rồi. Khóc á hả? Rồi, đúng rồi. Phải có cảm xúc, hiểu không? Làm gì phải có cái mẹo của nó, hiểu không? Ok, khóc, rồi. Đây là khóc á hả? Đúng rồi, khóc á. Nè, rồi, lại. Ok. Rồi, em nói lại chung. Cảm xúc khi mà 30 năm mới được nhận hoa. Thật sự là... Đúng rồi. Chị rất là vui và hạnh phúc khi mà 30 tuổi mình nhận được 4 bó hoa từ người yêu hải ngoại. Tiếng Anh là American. Còn nhiều đó mày ơi. Tôi đi cắm hoa nha, không giỡn mày. Hơn cho mày hôm nay. Dạ. Đó các bạn, đó là cảm xúc của người phụ nữ khi mà 30 tuổi mới nhận được hoa. Lý do tại sao? Lý do vì bị chị ấy quá dữ, lúc nào cũng đòi đánh em trai của mình. Một em trai dễ thương, hiền lành. Đó là ai? Đó là mình nè. Đó. Chính vì vậy các bạn nữ đừng bao giờ quá dữ nha. Các bạn hãy xem clip này, chia sẻ clip này. Chào tạm biệt. Tao mà biết đứa nào cà khịa tao tặng tao hai cục như này là tao tát như một cái. Đứa nào trời ơi,
Cái gì mà ai mà chọc ghẹo người đẹp của tôi vậy? La một cái là anh đi tới đầu ngõ anh nghe luôn á. Anh Long, em ngồi xuống đây. Chuyện gì? Anh coi nè. Coi gì? Ai mà chơi trò kiểu kỳ kỳ á, tặng em toàn hai cốc thôi, giống như là chủ ẻo em á. Ủa cái này là người ta tặng em hả? Đúng rồi. Từ nãy giờ em tưởng em bán theo cái nghề mới là bán hoa đó đó. Không có đâu. Ai á chơi kỳ quá à. Ủa là thiệt luôn hả? Ủa vậy là chuyện làm sao, kể anh nghe coi. Mấy hôm trước á, em thấy như đang được người ta tặng hoa hồng. Em thì cũng thích. Xong rồi cái sau đó em cũng được tặng hoa y chang vậy luôn. Xong rồi cái mấy ngày sau toàn là hoa cúc thôi, em sợ quá à. Giống như chủ em chết đó. 7 ngày rồi. 7 ngày liên tục chỉ tặng hoa cúc không thôi hả? Căng nha. Cái chuyện này không có đơn giản chút xíu nào đâu. Đúng rồi. 7 ngày. 7 lần 7 49. Chắc nó rước cửa mã em luôn á. Nói gì vậy Long? À quên, ông suy nghĩ xa quá. Giờ sao đây ta? Thôi yên tâm đi. Giúp em. Ai muốn hại nàng Kiều? Ai? Mày biết tại sao giờ mày ế không? Sao à? Mày khùng quá đó. Tao mong có nàng hoàng tử nào nó tới nó rước mày đi á. Có. Khổ quá. Để từ từ để suy nghĩ cho. Ai mà chạy ác dữ vậy ta? Hai người khỏi có điều tra nữa. Tôi biết hung thủ là ai rồi nè. Là ai? Nói mau lên, là ai? Nè, làm gì phải có cái mẹo của nó, hiểu không? Ok, khóc. Được. Đây là khóc á hả? Đúng rồi, khóc á. Không lẽ là... Thì thằng Tuấn chứ còn ai nữa. Nó lợi dụng lòng tin của bà, rồi nó lên mạng xã hội, nó lập cái nick ảo á, rồi nó đăng mấy cái này, nó lên nó câu view nè. Tôi đã dặn bà biết bao nhiêu lần rồi, thì sống thực tế xíu đi, đừng có sống ảo nữa. Đó, giờ thấy chưa? Cái gì á, nó không thuộc về tay bà. Cho dù bà có cầu khẩn cách mấy thì nó không bao giờ thuộc về bà đâu. Cái thằng này quá đáng thiệt chứ. Không thể nào tha thứ nó được. Ừ. Đi kiếm nó cho. À anh Long ơi. Cái gì? Cho em xin lại cái điện thoại của em nha. À quên. Này. Ừ. Lần sau nhắc liền nha. Để em không có tại cái tay quen bỏ vô thôi chứ không phải anh nghĩ gì đâu. Cái thằng quỷ này, Tuấn ơi là Tuấn. Ai? Ai kêu Tuấn? Có Tuấn đây. Cho tiền hay là quay video? Mày đây rồi, cái này là gì? Này là hoa. Ai mua? Không biết. Không biết hả? Cho anh mượn cái. Đây nè. Mày nhìn đi. Mày nhìn đi. Mày nhìn đi. Cái này em quay á. Tôi tát cho mày một tát bây giờ. Mày dám lấy chị mày đây làm trò đùa hả? Vui mà. Mày lấy chị mày đây làm trò đùa cho thiên hạ cười mà mày vui hả? Tôi tát cho mày một tát bây giờ mày tin không? Nhưng mà có lượt xem cao lắm. Lượt xem mà. Mẹ. Ê, thôi. Ê. Chị ơi, căng nó đi anh đi. Căng cái gì? Hai chị em giờ là vừa đó. Đứa em lúc nào cũng cô yêu của ông chị, không giữ gì chăng á. Vậy là đáng rồi đó. Cũng đúng ha. Thôi đi ạ. Ừ. Ê, từ. Dạ. Chị em xin phép lấy lại cái điện thoại của em. Quên. Không sao, cảm ơn anh. Rồi, của em trai 30 nha. Cảm ơn nhiều nha, nhớ ghé lại nha. Tiền chủ ơi. Rồi, tới liền. Đồ của em là bị trả. Dạ. 20.000. Rồi, sẵn sàng hết rồi ha. Cảm ơn nhiều nha. Nhớ kéo ủng hộ nha. Ủa Bằng Ngân? Bằng Ngân? Sao ăn cơm nó nhơ hoài vậy? Nguội hết sao mà ăn? Anh Nam cho em cái hộp bỏ đem về. Ủa chi cho cực vậy? Kêu dĩ cơm ra ăn đây đi cho nó ngon lành mang về làm chi? Tự nhiên nó no ngang à. Đem về nào đói ăn. Ủa sao bữa nay em đi làm vậy? Em nghỉ làm rồi. Vậy hả? Sao đang làm ngon lành tự nhiên nghỉ? Hồi buổi kinh tế khó khăn mà vật giá leo thang mà tiền lương ọp ẹp quá, ba cọc ba đồng chán quá nên em nghỉ. Vậy đó hả? Của tay bị gì mà quấn băng quá trời vậy? Bị thương nhẹ hả anh? Bị thương nhẹ quấn nguyên cục vậy? Con gái mà mình bảo vệ đi nữa cho đỡ vất vả. Con gái hả? Con gái. Cơm thêm giùm chú ư? Rồi có rồi đợi xíu nha. Bỏ tôi cái có liền. Đây, ba cơm của chú em đây, nha. Của em như là 50.
ba hộp cồn với lại cái này luôn là tổng cộng là 120. Ok. Đây, gửi. 120 xong đưa, đưa là làm chi vậy? Đánh bò luôn các bà. Trời ơi, sảng khoái quá, cảm ơn nhiều nha. Nhưng mà thôi, cứ giữ cái này đi. Nhưng mà cũng khác nữa. Ừ. Sao bất giỡn nha. Có nhổ đâu mày hết đó. Quán cũng vui vẻ vui mà anh. Trời ơi. Mà mày giỡn vậy không có vui phải không? Thằng quỷ tóc dài thật sự chán nó thiệt chứ. Anh Long. Hả? À, ngồi, ngồi chơi anh. Ủa, à không, à, ngồi à, em nói chút chuyện. À, có chuyện gì nói đi. Em có chuyện muốn nhờ anh chút. Ừ, chuyện gì? À, không giấu gì anh. Em có đứa em trai. Năm nay nó vừa đậu đại học Y anh. Trời ơi, vậy là chúc mừng em nha. Dạ. Đáng lẽ là em lo tiền cho nó đi học rồi. Ừ. Mà số tiền đóng học phí á, nó cao hơn so với em dự tính. Nên anh có thể cho em mượn ít. Năm sau á, em làm em gom góp rồi em trả lại cho anh. Trời, có gì đâu mà phải căng thẳng như vậy. Em định mượn bao nhiêu? Dạ 15 triệu. À, 15 triệu đúng không? Đợi chút xíu nha. Dạ. Tay làm gì? Đút tay túi tạo dáng ngầu mà. Đưa tiền đây. Tiền đâu? Tiền trong đây nè. Đưa tiền đây. Bỏ đây. Cái giá ông chủ. Hả? Làm tao không biết hả? Không, tiền thì cố bán ông chủ. Để tao tính. Coi ngày mai mua. Ngày mai để tính. Mua bằng cái gì? Mày không nghe tao nói hả? Trời ơi, sao mà... Nè, tiền của em nè. À, em nói em về quê đúng không? À, chứ... Có cần anh giúp gì không? À, dạ, dạ không. Anh giúp em vậy là em cảm ơn anh lắm rồi. Em không cần gì nữa đâu. Em hứa với anh luôn á. Em mà có tiền là em trả anh liền. Nè nè, cứ cầm đi. Đừng ngại, nghe. Em cảm ơn anh. Ừ. À, thôi em về nha. Có tiền em trả anh liền. Trời ơi, có gì đâu mà khờ quá. À, đi. Vậy không, em vậy thôi, để em tính tiền học cơm. Thôi được rồi. Anh khải em luôn đó. Em cảm ơn anh. Ừ. Cảm ơn anh Long. Cái gì? Thật là cô. Tội nghiệp, tội nghiệp đúng không? Tính nói gì đúng không? Trời ơi, đưa 15 triệu giống như đưa 1.500 vậy. Sáng tác cái kịch đi hả? Chứ người ta sao? Người ta đang cần mà không nghe thấy hả? Sao chủ biết ta cần? Hả? Hồi nãy cô để ý rồi, ánh mắt gian lắm, lúc nào cũng nhìn vô thùng tiền của mình hết. Tại sao ta cần được? Sao ông chủ dạy gái như vậy? Mày nói cái gì? Mày điên, mày điên hả? Điên cái gì? Dạy gái cái gì? Mày vậy? 15 triệu đó là 15 triệu tiền cơm, tiền lời, tiền dành, tiền giùm để mà lo chi tiêu, lo mua này, cái này mua cái kia, nó bán cho người ta. Bây giờ lấy đưa hết rồi, bây giờ ngày mai mua bằng tiền gì? Tiền mặt hả? Đưa cái mặt ca mua hả? Trời ơi trời, thiệt không ai như ông chủ luôn á. Làm ăn cái chuyện gì đâu không á. Thì cái đó tao chịu trách nhiệm, được chưa? Sao chịu trách nhiệm, trong đó có tiền lương của con nữa. Tao thiếu được chưa? Thiếu hoài. Có bây giờ mà tới tháng nào làm lại ông chủ phát lương cái kịch tao không bao giờ luôn. Mơ cũng thấy luôn. Một giấc mơ xa xỉ luôn. Chưa bao giờ có cái suy nghĩ đó trong đầu luôn. Mà ngày hôm nay đưa tao cái kịch 15 triệu. Trời quá đất rồi. Mày làm cái gì mà mày nói chuyện với người tao đang mà mày làm từ. Mày làm cái gì dữ vậy? Lương ngày hôm nay không trả thì ngày mai trả, ngày mai không trả thì tháng sau trả. Có gì đâu mà mày gấp. Còn người ta đang cần gấp để cho em người ta đi học, hiểu chưa? Sao làm chủ được hay vậy trời? Nói chuyện nhân viên không làm chủ được, ta đang làm chủ của mày đó. Trời ơi, tức dễ. Nhưng mà con hỏi chủ nè, người ta vô người ta mới than thở mấy câu, người ta khổ thì làm chủ đưa. Có tìm hiểu chưa? Rồi quê ta đâu 3-4 tỉnh thành, ông chủ biết chỗ nào không? Có biết không? Có biết không? Làm chuyện tốt không cần biết. Thôi được rồi, con đang khổ cho con mượn 15 triệu. Thiếu. Cái này là ông chủ yêu đương mù quáng. Cái gì? Mày... Chỉ có yêu đương mù quáng có thể đưa một cách như vậy. Con phát hiện được sự tình ý trong ánh mắt ông chủ dành cho bà Ngân. Nè, thay thiệt đi. Mày cái tội vu khống là nặng lắm đó nghe. Trời ơi, con nói không đúng mà.
đúng cái gì mày đúng. Cơm không lấy tiền ha, bây giờ đưa tao 15 triệu không biết tao ở đâu hết. Nói nhiều quá, ra dọn dẹp đi, tao vô thịt khác rồi kìa. Mù quáng dễ sợ luôn á thiệt. Mà nói cứ tự gấp cái mỏ mày nha. Phải chi tôi là con gái hay mấy. Mày là con gái ma nó nhèm. Tôi dụ ông chủ chết với tôi. Mày vô cái gì? Trời mày nhìn cái bụng mày đi. Thì đó, có bầu nè, phải lo cho tôi. Cái đó là để phía sau đây nè. Rồi biết rồi. Ăn gì? Ủa gì vậy? Là cái gì? Là y như cũ á. Y như cũ thì mình nói là y như cũ. Mày là u như kỹ. Cơm gì? Sao bị trưởng? Là cái gì? Là sườn bị chả đó. Bộ bà để ngược hả? Sao bà đọc ngược ngạo vậy? Sao buôn bán khó khăn quá vậy? Giờ có bán không? Bán chứ. Rồi, ăn đi. Đi cười. Sao này đẹp dữ vậy ta? Sao đẹp nào giờ? Bà công nhận bà đẹp thiệt đó nha. Nhưng mà chưa có chồng tiếc thiệt. Ngon quá. Ông tào lao quá. Thì ngon, tôi nói ngon mà. Ngon thiệt. Cũng sổ sàng vậy chứ. Tôi nói dĩa cơm ngon chứ gì ngon gì trời. Bà cứ làm tôi rồi. Thôi đi vô cho người ta ăn đi. Ngồi đây nói hoài mắc cỡ sao ăn. Tôi nhìn bà xíu mà làm gì thấy ghê quá. Mà phải công nhận luôn nha. Tướng tá phớp pháp đẹp thiệt. Bà Hiền, tôi hỏi thiệt bà, ở bên công ty bà giờ này làm ăn được không? Giật giá leo thang thì cũng khó khăn nhưng mà bình thường mà. Vậy đó hả? Ổn. Vẫn ổn hả? Ổn. Vậy chừng nào bà nghỉ việc? Dạ chắc vô mặt liền à. Người ta đang làm ngon lành kêu nghỉ 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 nghỉ. Nhưng mà bây giờ giật giá leo thang với đồng lương vậy làm sao mà làm được đúng không? Đó, bà ngưng làm chung với bà đó, bây giờ nghỉ việc rồi đó. Nó nghỉ hồi nào? Nó bị đuổi. Cái gì? Con nó bị đuổi. Nó lớn cái, nó lớn nè, nó lớn. Con Ngân nó nghỉ việc hồi nào, nó bị đuổi. Nó bị đuổi nghe chưa? Tao nghe rồi. Có phải là bà nghỉ việc, bà về quê, bà lo cho em trai bà đúng không? Em nói em trai bà mới đậu đại học mà. Làm gì có em trai, nó mồ côi mà. Nó lớn lên, nó lớn một lần nữa. Nó không có em trai, nó mồ côi. Mồ côi đó, em trai hồi nào? Tao nghe rồi. Thì... Mà tôi hỏi thiệt, tại sao bà bị đuổi vậy hả? Thì dạo này nó làm mà nó không để đi đâu á. Xong rồi cái tay nó bị thương. Cái ông chủ vậy, ông chủ đuổi luôn. Mà cũng thấy tội, nó làm chừng tháng 2 tháng nữa là nó được lên bậc, là được lên lương chứ bộ. Vậy mà bị đuổi. Ủa mà sao kỳ vậy trời? Trong công việc người ta lỡ gãy tay gãy chân thì phải lo cho người ta chứ công ty gì kỳ vậy? Còn nhân cơ hội nó đuổi gì người ta sao được? Bây giờ kinh tế khó khăn, giật giá leo thang thì nó bị thương vậy á, làm không được thì ông chủ thấy vậy, ông chủ diện có ông đủ luôn. Mà ông là ông may mắn lắm luôn á. May mắn gì? Tôi thấy ông chửi ông chủ ông như con vậy mà ông còn không bị đuổi nữa. Thôi, nói lớn là có đôi giùm. Ông may mắn á, ông chửi ông chủ như con vậy mà không bị đuổi. Ai mượn mà nói lớn vậy? Tao mượn. Tao mượn. Cái đó con tranh luận mà ông chủ, đúng không? Tính ra hoàn cảnh bà Ngân cũng tội quá ha. Khỏi cần mày nói, tao cũng biết điều đó rồi. Tội gì đâu, làm việc vậy bị đuổi là đúng rồi. Ủa sao vậy? Thì á hả, đi làm á hả, chưa được bao nhiêu ngày là ứng lương. Ứng xong rồi mượn tiền hết người này tới người kia. Ở tổ tôi nè, mượn hết luôn. Đâu chừa ai đâu. Sao mấy cái này bà nói nhỏ quá vậy? Bà phải nói lớn chứ. Nói lớn đi. Bị biết hả? Sao cứ bắt tôi nói hoài vậy? Bây giờ bà nói lớn từng cái nha. Cơm miễn phí, nói liền đi. Thì cả tổ tôi nè, mượn tiền hết luôn. Rồi á hả, bây giờ nghe nói là về quê rồi, chắc trả nợ hết nổi rồi trốn luôn rồi. Dạ, ông chủ nghe chưa? Mượn nợ hết người này tới người khác, bây giờ không đủ khả năng trả, bây giờ trốn về quê. 15 triệu là coi như mất luôn. Khỏi kiếm, sao bốn tỉnh thành kiếm được đi quê ở đâu? Bỗng chim tâm cá rồi. Đi vô. Đi vô. Nói rồi, không có dạy nào bằng cái dạy gái hết. Mày điên hả? Cầm vui vẻ nha. Mặc dù nó không vui vẻ lắm. Cầm. Dạ. Tính làm gì? Hùng hổ với người ngoài đi, sao hùng hổ con ngoài vậy? Tính chửi con đúng không? Mất 15 triệu rồi, tính chút dựng lên đầu con hả? Chút cái con khỉ, tao nói biết nha. Cho dù Ngân có lừa tao cho nữa, tao vẫn chấp nhận, cho dù em trả
trai của Ngân có chuyện gì tao cũng chấp nhận. Tao chấp nhận Ngân lừa rồi sao hả? Trời, người phụ nữ đó đáng thương, bị gãy tay như vậy là đúng rồi. Ủa không nghe bà Hiền Mặt bà nói hả? Mồ côi, không có em trai, tại sao vô đây vẫn bị tình yêu mù quáng vậy? Ông chủ ơi, tao thích vậy rồi sao? Dọn dẹp đi. Chán thiệt luôn á, thiệt. Biết quán gì đâu mà giống như quán của mình vậy đó. Mở ra thì một mình làm, còn suốt ngày đi chơi đi bời. Bởi vậy hả, lấy ông chủ mà từng tuổi này chưa có vợ khó chịu lắm. À, anh Nam. À, ăn gì kêu? Dạ, em chào anh. Bà ngồi xuống. Bà ngồi xuống. Dạ. Tôi nói bà ngồi xuống. Bà ghen quá ha. Bà lấy 15 triệu của ông chủ tôi. À, rồi dạ. Bây giờ bà quay lại ha. Bà tính làm gì? Bà tính dụ ông chủ tôi lấy tiền nữa hả? À, dạ không, không bà, tôi sẽ đưa bà lên công an ha. Dạ dạ. Bà tính bà, không phải đâu anh. Bà làm gì hả? Bà, dạ, bà dạ, gì? Không phải. Bà đừng, bà đừng làm nha, tôi nhát nha. À, dạ. Bây giờ tiếp. Bà giơ tay, giơ bà vòng tay sau lưng. Bà vòng tay sau lưng. Vòng tay sau lưng cho tôi. Ha, bà tính móc cái gì ra? Bà ngó chỗ khác đi. Bà ngó chỗ khác. Bà ngó chỗ. Mà nhá tôi hả? Dạ, mà nhá tôi hả? Không phải, anh Nam, anh hiểu lầm em rồi. Thật ra là bà ngồi xuống. Cái gì? Bà ngồi xuống. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Ông chú, bắt bà lại. Ủa, bắt bà lại. Bà quay về, bà nằm mạng cho con. Bắt bà lại, con gọi điện thoại bắt công an đi. Mày điên. Bắt công an. Cơ con bắt ta chi? Mày làm chịu đi, rồi bây giờ mày quay lại chính lừa thêm nữa kìa. Bỏ cái điện thoại, cứ cô trong liền. À, bên nhau hả? Tòng phạm báo công an bắt hai người luôn. Anh Nam ơi, anh Nam. Tao kẹp cái mỏ mày bây giờ đó, nha. Làm cái gì? Làm cái gì vậy? Bỏ vô. Khùng điên mà trợn không à. Thế sao kỳ vậy? Sao binh người ta vậy? Tự nhiên người ta tới đây không biết người ta làm gì, tiện gọi công an bắt ta là sao? Mang 15 triệu mình đi. Bây giờ mới quay về. Không một lời hồi âm. Có phải giờ quay về tính kiếm thêm nữa không? Mà sao giờ con kêu báo công an không chịu? Mày điên, tao chịu không nổi mày luôn rồi đó. Vô nướng thịt đi. Con nói thiệt nha. Con thấy ghét rồi sao á. Con thấy chắc con ở đây không thọ được không? Không thiệt. Tương lai con cũng cho ở một nơi khác chứ không thể nào nơi đây được. Là sao? Là sao cái gì? Con nói ra cái gì ông chủ cũng bác bỏ, ông chủ cũng chửi con hết. Trong khi bà nói cái gì ông mình chậm chậm. Bà thành công rồi. Bước 1 bà đẩy tôi đi nha. Bước 2 bà chiếm luôn cái quán này đúng không? Dạ, không phải anh. Đừng nói nữa. Nè, con nói tương lai đi rồi con sẽ là người quay lại giải cứu ông chủ. Cái giải cứu cái gì? Chứ không đúng mà. Bà lấy cái quán này rồi, ông chủ liệu có ở đây được không? Hay đuổi ông chủ đi ra ở gầm cầu. Nè, con nói chưa chắc ở gầm cầu chứ y đâu. Cầu trong hẻm đó. Tôi gấp cái mỏ thiệt kìa chưa? Cầm này đi. Vô nước thịt đi, cháy ra kìa. Ông toàn bà có chuyện ba lơn không? Mù quáng. Xíu nữa xử mày sao? À, ngồi đi. Đừng nghe nó, nha. Thằng đó nó ba lơn vậy đó, nghe. Sao tự nhiên hôm nay ghé đây làm gì vậy? Dạ, cũng có chuyện nên em mới tới kiếm anh. Đầu tiên là em đến xin lỗi anh. Tại vì em hứa là một năm là em quay trở lại, nhưng mà em đi hơi lâu. Cái thứ hai là... Dạ, em tới gửi anh là số tiền em nợ anh. Trong đây là có 20 triệu, 15 triệu tiền em nợ, còn 5 triệu là coi như tiền lãi. Tại vì em mượn hơi lâu. Cảm ơn anh đã giúp đỡ em. Trước khi tới đây á, em có tới gặp mấy đồng nghiệp cũ để mà trả tiền cho người ta. Em cũng có gặp chị Hiền nữa. Em có nghe chị Hiền nói, chị Hiền kể với anh là em mồ côi. Thật ra em mồ côi thiệt, nhưng mà em còn có một đứa em nữa, tên là Tân. Đứa thi đậu trường y mà em kể với anh đó. Ăn nhiều vô. Ông trai gì mà ăn ít xỉu vậy trời. Ăn đi. Chị, em có chuyện muốn nói với chị nè. Chị có chuyện muốn nói trước. Đây nè, chưa mới lãnh lương. Này, này, cầm đi. Giữ, xài tiết kiệm đi chưa. Còn ăn uống thì đừng tiết kiệm. Thèm gì thì cứ ăn. Con trai phải có sức khỏe,
sắp nhập học rồi đó nha. Chị Ngân, em quyết định rồi. Gì? Em không học nữa đâu, chị em mình về quê sống đi. Gì vậy? Tự nhiên không học nữa là sao? Thôi ông ơi, lo cái gì không biết nữa, tôi hiểu rồi. Yên tâm đi, tiền này là tiền lương của chị thôi. Còn mỗi mốt cái tiền nhập học của em á là chị lo được hết. Chị làm giỏi lắm, sắp nhận tiền thưởng rồi. Mà cái tiền thưởng đó là đủ đóng tiền học phí, đừng lo gì hết nha. Cơm cơm. Từ trước tới giờ á, em chỉ biết đi học thôi à, không quan tâm tới tiền hết trơn á. Nhưng mà em biết được á, chị vất vả vì em quá nhiều rồi, cho nên á, em không muốn chị khổ nữa. Em biết chị ở ngoài á, bị người ta chà đạp, bị người ta sỉ nhục, thậm chí á, còn nói chị là lừa đảo nữa. Em không muốn người ta xúc phạm chị như vậy đâu. Nghĩ cái gì vậy không biết nữa. Chị đừng có cho em suy nghĩ về cái chuyện vậy đâu nghe chưa. Tuổi em bây giờ là chỉ có học thôi. Em có biết á, ước mơ lớn nhất của chị là gì không? Là có thể cấp sách đến trường, là có thể đậu đại học. Mà chị làm không có được. Nên bây giờ em đậu đại học á, chị tự hào lắm. Chị nói thiệt á, chị mừng mà mấy đêm chị ngủ không được nữa. Nên chị hứa với bản thân mình, làm cách nào cho em biết, chị phải cố gắng làm để có tiền chị em học tới nơi tới chốn. Còn cái chuyện mà mọi người nói á, chị không có quan tâm. Người ta có phải là họ hàng của mình, có phải là người thân của mình đâu, có lo lắng được cho mình đâu. Anh em cũng đừng quan tâm mấy chuyện đó. Chuyện của em bây giờ là cứ chú tâm. Quan trọng nhất là phải học hành cho đàng hoàng, học hành cho thiệt giỏi, ra trường cho chị. Người ta không quan tâm, nhưng mà em quan tâm. Tại chị là chị của em mà. Bộ chị tưởng em không biết hả? Chị làm cực khổ, chị làm K1, K2, có khi tăng luôn K3 nữa. Sức khỏe chị thì sao? Hai chị em mình đã mồ côi rồi, thì phải nương tựa lẫn nhau chứ. Chị mà có chuyện gì á, em biết làm sao? Em quyết định rồi, em đặt vé rồi. Mình về quê đi chị. Có rau ăn rau, có cá ăn cá, có gì mình ăn nấy. Thôi không có được. Trời ơi, em phải học hành đàng hoàng chứ gì, quê cái gì. Em quyết định rồi, chị không có cản em được đâu. Tân, Tân, Tân. Thật ra thì em học hành không tới nơi tới chốn. Có đứa em đậu trường y, em mừng lắm, hãnh diện lắm. Nên cỡ nào em cũng muốn là lo cho nó đàng hoàng hết á. Mà hôm đó thì cũng gấp gáp quá, nên mượn tiền anh rồi cũng không có kịp kể cho anh nghe về hoàn cảnh của mình nữa. Anh thông cảm giùm em nha, chứ em không có muốn mà lừa gạt anh gì đâu. Anh nhận tiền giùm em. Thật sự thì anh không dám nhận số tiền này đâu, em nhận lại đi. Dạ anh ơi, bây giờ thật ra thì em cũng làm có tiền rồi, anh không nhận em ngại lắm. Anh nhận giùm em đi. Thật sự á, đã có người thay em trả số tiền này rồi. Có người trả rồi hả anh? Ừ. Là ai vậy anh? Là em á. Em chào anh Long. Em tên là Tân. Em là em của chị Ngân á. Ồ, là em của Ngân đó hả? Dạ. Dạ, em cảm ơn anh. Cái thời gian qua đã giúp đỡ chị em rất nhiều. Ngày hôm nay em tới đây á, để trả lại anh số tiền mà lúc trước anh đã giúp đỡ chị em của em. Có không đó, có tiền không xài trả làm chi. Dạ, hả? Dạ anh yên tâm đi. Việc học của em cũng đã ổn rồi, với lại em vừa mới học mà cũng có được học bổng, cho nên em mạn phép được trả số tiền lại cho anh. Nè, nghe anh nói nha, y học tới 7 năm lần đó, dám ổn không? Coi như số tiền này á, anh tài trợ cho chú nữa, ra học cho giỏi, rồi là bác sĩ thật là tốt để cứu nhiều người, được chưa? Vậy đâu có được anh, cái nào ra cái đó đàng hoàng chứ. Số tiền này chị em đã mượn á, thì chắc chắn mình phải trả lại. Nếu mà như có cơ hội á, thì anh có thể dùng số tiền này giúp đỡ những người khác có hoàn cảnh giống như em vậy đó. Em xin phép để anh nha. Thằng quỷ này, có tiền trả xong nói chị biết. Nếu em nói chị nghe á, thì chị có cho em trả không? Em nói chị rồi, chị khổ với em nhiều lắm rồi, thì bây giờ á, em không để chị khổ nữa đâu. Vậy là tốt, vậy mới là nam nhi đại trượng phu, đúng không? Dạ. Hy vọng là sẽ là bác sĩ tốt luôn nha. Dạ, cảm ơn anh Long nhiều. Ừ. Ủa hình như là Ngân, em thấy thiếu thiếu gì không? Tôi trốn mất tiêu rồi không chịu. Đó, nói gì nói đi. Gì
với người ta là gì, lừa gạt gì, lừa gì đó 15 triệu gì đó. Cái gì ra cầm cầu xong ra nói nè, người ta đồ đông đủ luôn rồi nè. Rồi làm gì vậy? Chị với anh trai ăn cơm đi. Tự nhiên mời cơm người ta? Có lỗi á, tại vì mà cũng tạm chủ, em nó trả tiền rồi cũng nói con tiếng không biết, thì con nghĩ chị Ngân là người xấu, trong nghi chị Ngân tốt quá trời, làm con thiệt giống như tội nhân thiên cổ vậy. Thôi chị bỏ qua cho em nha, anh trai bỏ qua cho anh nha. Dạ. Đừng giận em vậy, tại vì thực sự ra lúc đầu á, người ta nói ra nói vô thì cái tự nhiên cái nó trùng hợp quá, nói chị mồ côi mà đâu ngờ mồ côi tới hai người lận. Rồi lúc đầu chị vô chị nhìn cái thùng tiền lắm la lắm lét, em tưởng chị là có ý đồ xấu nên mới suy nghĩ chị như vậy. Vậy thôi bỏ qua cho em nha. Dạ không cái gì đâu anh Nam. Mai mốt có gì khó khăn gì tiền bạc cứ hỏi em sẵn sàng đó. Được không? 120.000 thôi chứ 100-200 triệu để ông chủ. Mày điên hả? Sếp ơi, an toàn sếp ơi. Dạ. Sếp cầm Long. Dạ. Điện ở Long. Anh kêu em. Anh ấy kêu là em bảo vệ anh rồi bắt anh gặp cái ghế gì vậy? Em gặp cái xin lỗi. Hả? Cái ghế này để thường thường em ngồi để sếp tới đâu đưa sếp ngồi, mà tại em quên trong đây có ghế rồi. Dạ. Thôi đừng rồi, để sếp. Dạ. Anh ngồi đâu? Dạ. Ghế sếp. Ngồi đâu? Ngồi đây hả? Dạ. Ghế này. Mình đâu có cần làm cái này đâu Long. Không, nó an toàn, vệ sinh. Mình đang ra ngoài vệ sinh sếp. Đây, cái này. Đưa tay lại. Long. Dạ. Ước cái ghế người ta là Long. Không có, yên tâm đi. Đây. Sếp ngồi đi. Long ơi, là Long có cần phải kỹ vậy không vậy? Trời ơi, sếp ơi, nguy hiểm lúc nào cũng rình rập xung quanh chúng ta hết trơn á. Sếp hiểu không? Ngồi lại đúng không? Ngồi được chưa? Rồi, chính xác, sếp ngồi đó đi. Chắc chưa? Rồi, đụng vô thoải mái đi, em sát khuẩn hết trơn rồi. Cái gì vậy? Sếp làm gì vậy? Cái gì? Cái vụ gì nữa? Đưa lên. Gì nữa? Đưa ta lại. Dạ. Hồi nãy quên sếp cái này. Trời ơi, Long ơi, mình đâu có cần... Long, chết cái lá rồi ta là Long. Ủa thơm mùa này hả? Sao? Dạ. Đây. Rồi bây giờ sao? Hả? Bây giờ có cần phải kỹ vậy không? Cái này là tôi đi gặp người yêu tôi. Dạ. Nó đâu cần phải thủ tục kinh khủng gì đâu. Sếp ơi, em được giao nhiệm vụ là bảo vệ sếp trên 24/24. Em không có làm như vậy thì em bị trừ lương liền sếp. Rồi bây giờ sao? Cậu đứng ở ngoài vậy đó hả? Kêu nước cho cậu chủ uống chứ, đúng không? Thôi được rồi, đứng đi, đừng có làm gì nữa hết. Giúp ích gì được chứ. Dạ. Nhân viên ơi. Em làm gì vậy? Cô làm gì? Lộc bước ra đây, bước giơ tay lên coi. Lộc kiểm tra. Nhảy đi. Kiểm tra làm cái gì? Long, là người ta có không khí. Không khí cái gì? Long, cha người ta là con gái. Thì sợ thì kiểm tra phải sợ chứ. Trời ơi, sợ gì chứ? Chồng ở đâu quýnh cậu chết. Thà anh chết còn hơn sếp chết. Trời ơi, chứ không cần vậy. Người ta nhân viên, người ta có không khí cái gì trong người đâu. Ai biết được. Thôi mệt quá, kêu nguy hiểm lúc nào cũng rình đập xuống chúng ta. Kêu nước đi. Cà phê. Dạ. Ừ. Cà phê hả sếp? Ừ. Cho chai nước suối đi. Gì? Cái gì vậy? Dạ. Uống cà phê. 70% cơ thể chúng ta là nước. Sếp hiểu không? Bây giờ sếp mà uống nước vô nó mới khỏe được. Uống mấy cái cà phê, cà pháo nữa. Nó có chất nicotine nè. Nó có chất gọi là hóa học này nè. Nó làm cái tăng cái lượng là coi như là ép tim. Có trên mạng không? Có, cái đó thì có mà. Thì bây giờ tôi coi sau nha. Bây giờ nép qua mới đi. Người yêu tôi sắp tới rồi. Alo. Cái gì? Em tới rồi hả? Ừ. Để anh dắt em vô nha. Ok.
Sếp làm cái gì vậy? Em cứ máy đi. Sếp làm cái gì? Cậu mới làm cái gì vậy? Cậu làm cái gì vậy? Cậu sếp nghe điện thoại mà sao sếp không nói trước? Chị nó nói gì? Ơi, cái gì vậy? Bao nhiêu vi khuẩn rồi, để em xịt chút. Ê! Lóc. Cậu lóc. Cậu sạch. Cậu sạch hả? Đứng nhiên đi, cậu sắp vô rồi đó. Cậu để ra dắt vô đi. Nha. À, được sếp. Sao vậy? Sếp ngồi đây đi. Để em ra dắt vô cho. Thôi để tôi dắt vô cho. Đứng có nhiều đó đi không xong nữa. Bảo vệ ai? Được mà. Sếp ở đây ra ngoài nó nguy hiểm lắm. Sếp ra ngoài nó nguy hiểm lắm. Kẹt bé vô luôn rồi, kẹt khỏi ra dắt. Ờ vậy hả? Quá phiền. Em ơi. Đứng lên. Đứng yên đó. Đưa hai tay lên. Đứng lên. Kiểm tra đàng hoàng chứ. Không. Cái gì vậy sếp? Người yếu tố vậy? Em bình tĩnh, không sao hết. Đây là vệ sĩ của anh à, mới vô làm hiểu không à, đây thì cũng giới thiệu với em. Hỏi giới thiệu nó đi nha. Rồi đi. Sếp làm cái gì vậy? Cái gì vậy? Sếp làm cái gì vậy? Bảo vệ anh rất là ga lăng. Nhìn nè. Đưa tay ra. Không. Tại vì khuẩn không à sếp? Tao tưởng đâu rồi mình kéo cái ghế ra mình đưa để cô ấy ngồi. Cái này hoài. Ra xịt dầu thơm đủ thơm rồi. Tự ngồi không có đụng như đứng im đi. Em anh xin lỗi à, anh mất bình tĩnh quá à. Sếp định làm gì vậy? Kệ anh đi sao em hỏi hoài vậy? Anh ngồi xuống nói chuyện người yêu anh ok chưa? Sếp định kéo ghế qua đây có đúng không? Để em cứ để cứ tự nhiên nha. Em thấy chướng không? Trên thấy chướng á. Dạ ai trước? Em sáng giờ bụng không muốn trước à, em ăn rất là tốt, chế độ ăn kiêng cho nên không sao. Nó hơi bự nhưng mà nó ok. Nói chung là mời em đến đây thì để có không gian riêng. Thì ai không có phân sự thì biến đi. Dạ, dạ. À chủ quán đâu? Đi hết ra đây. Đây quán. Ơi làm ơi. Dạ em đủ khách đi, sếp cần không gian riêng mà. Sorry em. Tao cứ mày á, mày đi ra ngoài đi. Không được sếp, em là bảo vệ 24/24 là bên sếp. Bây giờ về đi. Sếp em chướng đúng không? Em hiểu rồi. Coi như em đứng đây đi. Nè em ngồi đây. Rồi. Sếp cứ coi như em không khí đi. Tránh xa tôi ra nha. Dạ. Em, có chừng bạn dạ, khoan sếp, Ờ em kiểm tra lần cuối thôi. Cũng chắc chắn là không có vũ khí chứ. Em ơi, Long ơi, người ta con gái. Người ta không phải là cái kho vũ khí Long. Dạ. Để coi người yêu anh như cái vườn trái cây được không? Ai? Sếp. Xin lỗi. Mày làm tao rối chân luôn á. Dạ. Cứ ngồi yên đó thôi. Dạ. Em. Dạ. Em thơm quá. Cái gì vậy? Vi khuẩn. Không sao. Em kệ nó đi nha. Dạ. Cho anh nắm tay chút xíu được không? Ôi, cái áo em xinh quá. Ôi, mới thôi. Anh còn gần em xíu được không? Đừng. À, nguy hiểm rùm rạch xung quanh chúng ta, đừng. Em nói chị chịu khó quay bên trái, quay bên phải được không? Được. Ừ. Em ngồi được chưa? Em ngồi được chưa? Sếp coi như không khí đi. Em nói rồi mà. Cho anh nắm tay chút xíu nha. Đừng. Đừng. Em. Hôm nay mặc đồ đẹp quá. Đừng. 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 Ủa xin lỗi em. Thằng ơi Long, mày làm vậy chết anh luôn á Long. Thì sếp nói chuyện được rồi, đừng có đụng chạm vô, nguy hiểm lắm. Mày đi chỗ khác được không Long? Em được bảo vệ sếp mà, sao đi được.
Em cảm thấy thoải mái không? Em thoải mái. Vậy hả? Ừ. Em thoải mái. Đừng! Đừng! Long ơi! Long! 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 Mày đứng ở đây Long! Mày qua đây anh biểu. Dạ, cái gì sếp? Mày là không khí hả? Không khí, không khí. Nhưng mà không khí nó hơi bị ô nhiễm nha Long. Bây giờ anh chính thức sa thải em. Sếp, sao em sa thải em? Em có làm gì lỗi lầm đâu sếp, em bảo vệ sếp mà. Anh đuổi em, đi. Tại sao vậy sếp? Bây giờ nhà cửa vậy, sếp ở đuổi về con cái em. Được. Yên tâm. Vợ con em. Yên tâm, anh sẽ đền bù thiệt hại cho em. Một năm luôn, đủ tiền lo gia đình nha. Bây giờ đi đi, anh chịu hết nổi, anh nhìn mày hết nổi rồi Long. Nhưng mà sếp ơi, em là vệ sĩ mà, em đâu có làm gì sai đâu sếp. Nhớ cái đồ quyền quan trọng nhất khi mà xin việc làm không? Dạ nhớ chứ. Là cái gì? Điều 1, sếp bây giờ cũng đúng. Nếu sai, xem lại điều 1. Đó. Nhớ chưa? Nhớ rồi. Đi. Chắc mà ông nói là từ 20 cho đến 40 á, là phải cần tìm một người sếp giỏi chứ không cần một công ty xịn. Từ 40 đến 50 á, là cần phải làm những gì mình cảm thấy mình giỏi. Từ 50 đến 60 á, là cần phải nhường lại những gì mình làm được cho giới trẻ. Còn từ 60 đó đi thì ở nhà chăm cháu. Ai mà mình mới có từ 30 mấy thôi mà lại như thế này rồi. Người ta nói là nhất cận thị, nhì cận giang. Muốn sang phải cận sếp. Mình cận như thế rồi mà tại sao vẫn thất nghiệp? Đúng là số con rẹp mà. 12 con giáp đâu có số đâu ta. Mà sao nó díu mình hoài? Bởi người ta nói đúng mà. Cô đơn không phải ngồi trong một căn phòng vắng để nghe một bản nhạc buồn rền rĩ, mà là nghe một bản nhạc vui nhộn mà nước mắt cứ giật trào là vì sao? Là vì thất nghiệp và đói quá mà. Trời ơi, có ai hiểu tôi vậy? Đói quá. Gì vậy? Alo, em nghe là sếp. 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 Sếp ơi, em ôm sếp cái coi. Em cảm ơn sếp nhiều. Nhận được một cú điện thoại của sếp, em thật luôn, em cảm giác như là đất trời như sụp đổ. Vậy Long, sếp cứ nghe nói đi. Làm ơn mày bình tĩnh đi Long, cái gì vậy? Em đang rất bình tĩnh. Anh bình tĩnh lại. Em nói thật với sếp luôn nha. Có thể là em không có giỏi trong giao tiếp. Ừ. Nhưng mà chắc chắn điều là em rất giỏi trong công việc là làm vệ sĩ nha. Sếp mà gọi em làm một cái gì quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời của sếp luôn. Bình tĩnh Long. Dạ dạ, em sẽ trừ danh diệt bào. Biết rồi. Dạ dạ. Bình tĩnh. Dạ, dạ. Thật ra là bình tĩnh đi. Mình hôm nay là anh gọi em qua đây là để Long. Cái gì Long? Đủ đi nha Long. Không có. Khí tụ đạt liền. Đứng im đó Long. Đứng im đó. Dạ. Anh test cái mặt anh cái. Đây đẹp nha. Cái gì vậy? Chắc má em đang rất mừng về chuyện này. Nhắc nhở em là phải bình tĩnh lại. Thật ra là như thế này. Dạ. Như thế này là như thế nào? Như thế này nè. Tôi kêu anh qua đây. Dạ. Với là tôi biết cái năng lực của anh rồi. Dạ 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 dạ. Đúng. Tôi á thì tôi không cần phải bảo vệ này nọ đâu. Ủa? Tôi không cần, bởi vì tôi là con trai mà tôi tự lo cho tôi được. Ủa vậy sếp? Ủa sếp ơi. Đứng dậy. Mình à đúng rồi. Được. Tôi cần cậu bảo vệ một cái người quan trọng cho tôi. Một người quan trọng của sếp. Đúng. Em biết rồi. Sếp đợi em đi. Em sẽ hoàn thành cái nhiệm vụ mà sếp đã giao cho em. Hay lắm. Ông chủ lớn ơi. Long. Ông chủ lớn ơi. Long. Ông đâu rồi? Long. Cái gì vậy Long? Ông chủ đang ngủ mà. Ủa ông chủ lớn đang ngủ. Ông dậy quýnh tôi chết. Xin vậy sao tới bảo vệ ông chủ lớn? Hỏi đánh răng xúc miệng. Không phải. Ông chủ lớn có bà chủ lớn lo rồi. À chủ lớn có bà chủ lớn. À đúng. Ừ. Này vậy biết em. Vâng, dẫn động đi. Em biết là bảo vệ ai rồi. Đúng. Bà chủ lớn ơi. Long. Bà chủ lớn ơi. Long. Bà đâu rồi? Long. Bà đâu? Cái gì Long? Bà chủ lớn đang đi tắm. Quýt tôi chết. Vậy bảo vệ bà chủ lớn mà. Em sẽ lấy. Ơi. Long ơi Long. Bà chủ lớn có ông chủ lớn lo rồi. Bà chủ lớn có ông chủ lớn lo. Ừ. Ông chủ lớn có bà chủ lớn lo. Bình tĩnh. Đúng. Rồi. Người khác. Em biết rồi. Đợi xíu đi. Ừ. Cô tiểu nhỏ ơi. Cô chủ tiểu nhỏ ơi. Cô đâu? Long. Cô đâu? Long. Cô đâu? Cô ấy đâu? Cô ấy. Tôi không có em gái. Em gái không có. Ủa vậy em gái. À đúng rồi.
Trước khi tìm hiểu mà công việc của mình sắp làm á, tôi nghĩ là cậu phải tìm hiểu về gia đình của người ta nữa. Nó phải cặn kẽ, nó phải chi tiết vào, chứ không phải là hình thức không. Không không, cái đó là em chuyên môn của em rồi. Mà tại vì em mừng quá khi được là nhận nhiệm vụ trở lại. Tôi hiểu, em tôi quá hiểu. Mừng. Không sao, tôi hiểu. Vậy bây giờ xin lỗi, đúng rồi. Vậy em không bảo vệ cậu chủ. Ông chủ lớn, bà chủ lớn. Vậy em bảo vệ ai? Người yêu tôi. Cái cô bữa mà bế con chó hả? Cái đó bà Vũ. Không, cái cô mà đi kế ẩm chó của cô đó. Dạ, chính xác. Đúng là cậu chủ có ánh mắt nhìn người, nhìn cái mặt đẹp trái xoan của dọc dừa tuyệt vời đó. Có nghĩa là tôi cần bảo vệ cô ấy 24/24, bởi vì sắp tới tôi phải đi công tác xa, cho nên là tôi cần cậu đến bảo vệ cô ấy, đồng ý chưa? Cái gì vậy? Ủa, sếp Long. Ủa, sếp yên tâm. Long bị bệnh tim với Long. Sếp cứ yên tâm, em sẽ hoàn thành cái nhiệm vụ mà sếp đã giao. Em sẽ nỗ lực 200% của em để bảo vệ cho người yêu của sếp. Long, bây giờ anh nói nè, anh nói thiệt là anh không tin, anh không thể nào mà an tâm khi mà giao cô ấy cho em, anh nói thiệt. Bây giờ mình test thử đi. Test thử, đúng rồi, cần bây phải test thử. Ví dụ nha. Dạ. Bây giờ tôi là người xấu nè. Dạ dạ. Cô ấy đang ngồi nè. Tôi bước tới tôi dè dãn cô ấy. Nè cô gái, cô có người yêu chưa? Long, 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 tại sao? Long, chết tao Long. Xin lỗi cô. Long, quýnh thiệt cái Long. Quýnh tôi con mắt là Long. Quýnh thiệt mà, sếp nói em là trừ gian diệt bạo mà. Ôi trời. Xin lỗi, tại vì mình phải bình tĩnh lại, mình nhẹ nhàng lại. Mình dùng lời nói trước, rồi mình dùng hành động sau. Nếu mà người ta không nghe mình mới dùng hành động, hiểu chưa? Lại. Là lại nữa hả? Nè, cô ấy là người yêu tôi. Dạ dạ. Tôi là người xấu. Dạ. Nè cô gái, cô có người yêu chưa? À, cậu ấy ơi, cậu thể bỏ cái tay xuống được không? Cô ấy đã có bạn trai rồi. Nếu anh thích hãy đến với em đi. Long, đến với cô đi. Long, Long, anh giả cái ly vô mặt em đi. Đi hả? Đi hả Long? Nhẹ nhàng lắm rồi đó sếp. Nhẹ nhàng. Em hiến cả thân xác em để bảo vệ cô chủ. Lấy người ta chết, tôi nói thiệt. Làm vậy không được. Tôi không yên tâm, tôi nói thiệt với cậu. Mà nội cái hành động mà hồi nãy cậu bảo vệ cô ấy, cô ấy đang ngồi mà cậu ngồi lên người cô ấy luôn. Đâu có, em né qua mà. Né qua em tràn tới ôm rồi đè. Chà, ghê quá. Thôi bây giờ cứ bình tĩnh, hiểu không? Dạ. Mọi sự việc cứ nhịn trước. Dạ. Cậu á, đừng cái cậu nhiệt tình. Dạ. Mà đừng cái nữa cậu ngu dốt, nó đâm ra phá hoại. Cho nên mọi thứ là mình một điều nhịn là chín điều lành. Không phải đâu, tại vì hôm nay em mừng quá em mới vậy thôi, chứ bình thường nè, sếp đi yên tâm đi, em rất là ok, rất là ok. Rồi. Dạ, ok sếp. Sau khi tôi đi công tác về. Dạ. Nếu như mà cậu hoàn thành được cái nhiệm vụ bảo vệ cô ấy. Dạ. Tôi sẽ tăng lương. Và tôi sẽ để cậu làm cánh tay trái đắc lực cho tôi. Thiệt luôn hả sếp? Thiệt. Vậy thì sếp yên tâm đi, sếp mà về, người yêu của sếp chắc không mất dù là một cọng lông. Tốt. Dạ. Cứ vậy đi. Dạ. Nãy giờ cứ lấy ly nước xong lấy. Sếp đợi em nha. Sếp đợi em nha. Chị ơi, an toàn rồi chị ơi, chị chủ. Ra chị, thoải mái, yên tâm. Dạ. Tôi không thấy thoải mái luôn á Long. Cậu làm cái gì vậy? Bảo vệ cho chị. Bảo vệ cái gì? Trời ơi, chị lúc nào em cũng phải bảo đảm cho chị an toàn tuyệt đối. Cậu chủ Phương đã giao nhiệm vụ cho em rồi. Chị có mệnh hệ gì là chết em luôn á, là bị đuổi việc, sa thải luôn. Vì tương lai con em chúng ta, chị thông cảm cho em nha. Đầu tiên là tôi không biết tương lai mệnh hệ của tôi như thế nào, như là hàng xóm kỳ thị. Trời ơi, cái chuyện kỳ thị đâu có chết mình đâu chị. Cái chuyện mà coi như là tai nạn mới chết mình. Chị phải nên nhớ là nguy hiểm nào cũng rình đập xung quanh chúng ta hết.
chị phải tập trung vô và em phải tập trung vô, mình hợp tác để cùng nhau gọi là vượt qua nguy hiểm, chị hiểu không? Ok ok ok, lấy xe ra đi. Được rồi ok, dạ, hiểu. Hợp tác với em nha. Hiểu. À quên chị ơi, có anh em hỏi nhỏ chị xíu nha. Hỏi. À, cái lần trước em biết là chị xin mua cái điện thoại Xmart Pro 12 là cầu chủ Phương nói là chị đua đòi cho nên ảnh không có mua. Nhưng mà cái vụ mà này là nó có sức khỏe cho chị nè, chị xin cậu chủ Phương mua cho chị chiếc xe hơi để chị đi, cho chị đi xe Honda nè. Nắng gió bụi đường là bệnh chết luôn á, hít vô không khí bây giờ nó ô nhiễm lắm. Nè Long, cái này là do chị say xe thôi. Say xe chứ không phải, chứ mấy cái xe ô tô này kia dễ mà, say xe nha em. Nhanh đi em. Cũng đoán có một nguyên do đó chứ. Em biết cậu chủ Phương thương chị lắm. Dạ. Đúng rồi. Dạ dạ dạ, chị đợi lấy xe đâm rồi chở chị đi nha. Có người gì mà kỳ cục. Kỳ ta. Dạo này cái bụng thấy nó sao sao ta. Không được rồi, mình phải làm rõ vấn đề này. Nếu mà là chết chứ không chơi đâu nha. Alo. Tôi đứng sau cậu nè. Ồ, đứng sau. Dạ 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 biết rồi. Ủa chị đâu? Đứng sau là trước cái cửa. Ờ chị. Ờ chị trước em phải đứng phía sau mới đúng chứ. Chủ tớ đàng hoàng. Chị ơi. Ờ đúng là không phải gì hết mà em thắc mắc em hỏi chị chủ một cái. Chị chủ ráng trả lời một cách thành thật để em có về có tiện mà bà em giao phó nha chị. Hỏi cái gì cứ hỏi, đừng có đoán già đoán non, hỏi. Dạ. Ờ sao mà tự nhiên cái dạo này thấy bụng chị có vẻ phình ra quá, to quá. Sao vậy chị? Rồi có liên quan gì tới cậu không? Rồi cậu quan tâm chi? Trời ơi, sao không liên quan chị chủ? Liên quan mà phải quan tâm luôn đó. Tại vì chị Vũ biết rồi, cậu chủ Phương á là nhờ em là chăm sóc chị Vũ trong thời gian cậu chủ Phương đi. Mà bây giờ tự nhiên cái đi còn như vậy rồi giờ về nó vậy là có liên quan đúng không? Trời, cậu chỉ có hoàn thành nhiệm vụ của cậu được rồi, không có liên quan gì với cậu hết trơn á. Trời, nó nói như vậy mà chị chủ vẫn không hiểu luôn hết à. Em chăm sóc chị chủ gần cả mấy tháng nay rồi, bây giờ cậu chủ Phương về thấy không, rồi em không đụng đấy chị chủ một dù là một cọng lông cũng không có nữa, mà bây giờ tự nhiên nó đang như vậy rồi giờ nó như vậy chết không chị. Rồi cậu muốn sao? Dạ à, thôi dạ mời chủ lên xe. Sếp cái gì đâu? Không có đâu có gì đâu, em định báo cáo tình hình cho sếp nghe thôi. Ai chà, mình có cách nào mình báo cáo nó nhẹ nhàng hơn không ta? Thì đó em rất nhẹ nhàng á, em ngồi xuống nhẹ nhàng đó, em nhìn sếp đó, em tập trung rồi em mới nói luôn á sếp. Nhưng mà cái đôi môi của cậu nặng lắm, tôi mở ra tôi thấy chới giới luôn á. Trời, ý sếp nói là em định cưỡng hôn sếp hả? Thì đó, cậu đó cũng điên hả? Trời, em là man sếp, em đâu phải là cái đó đâu, sếp nghĩ gì vậy? Phải không? Dạ. Ở bạn gái đi. em có bạn gái luôn rồi mà sếp. Mia gì đó, thương em lắm. Chị hả? Dạ. Dạ. Trời ơi, em làm thêm cày bừa để kiếm tiền để cưới nó đó. Chị hả? Em thấy cậu mặc áo hồng hồng tím tím tôi nghi quá. Trời không quá, tại vì bé thích cái màu vậy. Trời, em chịu thôi. Rồi, dạ. Không sao. Có chuyện gì nói đi. Sếp ơi, cái lúc mà sếp đi công tác á, em ở nhà em thề với sếp luôn nha. Cô Quyên Quy là
em theo là sát 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 nút luôn á, không có hở được luôn á. Mà hình như nó vẫn có lỗ hở sếp ơi. Nó hở khúc nào? Nó hở cái khúc nào thật sự em không biết, nhưng mà em chỉ biết là nó hở thôi. Nhưng mà cậu phải biết là cậu theo sát mà phải biết nó hở là hở ở đâu mới được. Dạ em biết nó hở ở đâu. Hở ở đâu mình lấy đồ mình che lại đó. Em ông nội em không dám che nó sếp, nhưng mà tại em sao? Biết chắc chắn có thằng che. Thằng che vô đó cho nên bây giờ hình như là cái bụng của cô Quyên Quy nó càng ngày nó bự bự lạ lắm sếp. Bự cái dạng lúp. Lâu. Gì vậy? Tôi dặn cậu ở nhà làm sao? Bảo vệ cậu. Tử tế. Mà tại sao cậu cho cô ăn cái gì mà cô sình bụng hả? Dạ ông nội em không dám cho cô ăn nữa. Em đã làm chứ sao cậu cũng sình ra? Em thấp cổ với họng, em biết em nghèo, em không thế nào mà chòi cái mâm son được sếp. Em không có dám nghĩ tới luôn á sếp. Nói gì Long? Long, tỉnh lại. Không, ý sếp nói là em cho cô ăn cái gì? Cho em nói em không cho, thiệt. Ăn đồ tầm bậy tầm bạ, ăn món ăn á Long. À món ăn. Em cứ nghĩ sếp nói bóng nói gió. Chứ em thật sự em không dám cho ăn cái đó đâu. Dạ, sếp nhưng mà chắc... Vậy là cậu quýnh. Không có quýnh. Cậu quýnh cổ sình bụng. Cậu quýnh cổ sưng cái bụng, cậu lấy cái gì cậu quýnh cổ. Em thề anh luôn, em không dám động cổ dù chỉ là một cành huê. Dạ. Dạ, nhưng mà không hiểu sao. Dạ, bụng bự bự lắm sếp. Giống cái hiện tượng gì? Dạ, nó trắng đó là có chữa đó sếp. Ok. Nếu bây giờ cậu đã biết rồi thì tôi yêu cầu cậu sát sao bảo vệ cô ấy sát hơn nữa. Sát hơn lúc trước. Sát không có kẻ hở luôn. Ok chưa? Sát cỡ nào? Sát cỡ này không sếp? Cỡ này không sếp. Cỡ này không sếp. Không. Lâu. Cái đó không phải sát. Cái đó không phải sát. Cái đó là cỏ cha. Cỏ. Dạ dạ em biết rồi. Ủa mà sếp. Hả? Cái đó sếp không giận cô chủ sao? Cái bụng không biết của ai mà sếp vẫn kêu bảo vệ là sao sếp? Thôi vậy đâu. Đơn giản thôi bây giờ nha. Nó đơn giản là cái ban ngày cậu bảo vệ cổ. Dạ. Thì ban đêm là tới viên tôi. Ban ngày em bảo vệ. Ban đêm sếp bảo vệ. Ê vậy khứa đó là sếp rồi. Ê ông Minh rồi nha. Ê. Dạ. Ông Minh nha. Làm mừng. Ừ. Làm sợ muốn chết luôn à. Ừ. Chính vì vậy mà cậu phải sát sao bảo vệ cô ấy. Bảo vệ long thai của cô ấy. Sếp cứ yên tâm. Đó là nghề của em mà. Vệ sĩ chân chính.